Anh Hi Ha ơi, em có fan ad, làm cách nào để tặng cho anh bây giờ? Ok em, hiện tại anh có một nhóm Facebook mang tên là Vườn Hoa Bé Nhỏ của Hi Ha và Jimmy. Em hãy gõ nó vào thanh tìm kiếm trên Facebook, sau đó nhấn vào trả lời câu hỏi nè. Nhớ là phải trả lời câu hỏi đó nha. Sau đó đợi khi anh Việt là em có thể gửi fan ad cho anh nè, hoặc là có thể chế anh Diệm, hay là em có thể đăng bất cứ thứ gì về Hi Ha và Jimmy là được nha. Nên nhớ Hi Ha và Jimmy thôi đó. Các bạn cũng cùng nhau tham gia nhóm Facebook của tôi để giao lưu với nhau nhé. Sao lại không nhỉ? Được rồi, được rồi, mấy con toàn người thôi. Toàn hôm nay con mang đi đâu vậy mẹ dắt? Hôm nay ba mẹ ơi, mẹ dắt trả lời tụi nó nghe đi. Hỏi tụi luôn á, hôm nay chúng ta sẽ tới một cái chỗ để là nuôi mấy con nghe đó, xin nuôi mấy con làm sao bảo mẫu á hả? Không phải, trời ơi lộn rồi, nuôi là bỏ vô cô nhi viện ba ơi, cái này là nhà trẻ thôi đúng không? Đúng rồi. Thôi em nghe nghe nè, tụi mình lại đi. Tại vì ba mẹ cần gì có việc nên là bây giờ nếu mà lần này con Quang về ba mẹ sẽ cho quà. Nhớ nha, cho quà nhiều nghe, cho quà nhiều nha. Trời ơi hơi bị nhiều giỡn hoài. Con mới đồng ý, con mới chịu đi học á, không ơi con ở nhà ông ngoại luôn. Trời ơi ơi, quan chuyện mà mẹ chạy kẹo quá, chạy kẹo luôn này, quá chạy kẹo luôn. Được rồi, được rồi, vậy bây giờ mình vào bên trong thôi hả? Được rồi, hình như hôm nay chúng ta kiếm cái nhà mẫu, nhà bảo mẫu mới đúng không em? Bảo mẫu kia tụi con quậy. Hello. Cuối cùng anh chị cũng đã đưa hai cháu đến rồi à. Cháu. À, tụi tôi đặt trước hả? Rồi. Dạ. Rồi. Mời mời tôi nha. Con xin chào các cô các chú. Chào hai đứa. Rồi, thôi, bây giờ anh chị cứ yên tâm để nó ở đây và chúng tôi sẽ lo từ A đến Z cho anh chị, đừng rồi, có. Rồi, từ A tới Z là được. Tiền không thành vấn đề nha. Ok, ok. Ok. Để chúng tôi lo cho. Được rồi, tạm biệt hai con, nhớ ngoan nghe. Hai con đi nha. Ba mẹ đi. Con nhớ mẹ nhớ mẹ. Bye bye. Được rồi. Đi vô là thôi em ơi, đi vô là thôi. Được rồi. Hai đứa vô nhà nè. Hai đứa vô nè. Ông biết anh chị. Vô đi sao? Vô. Hả? Vô. Cửa đây nè. Ủa? Ở xíu nhà có điện thoại. Có tin đi hỏi kìa. Ủa, gọi tôi có chuyện gì vậy? Alo. Alo, nghe nè. Nói đi. Nói cái gì bây giờ đây Hia? Tao nói cho mày nghe nha, tao nói là tao là người có kinh nghiệm nên tao nói cho mày nghe nha. Mày á, dù có nghèo kiếm xác, dù tiệm mày có sắp dẹp, dù cái nhà trẻ của mày có sắp dẹp đi chăng nữa, mày đừng có nhận nuôi hai cái đứa nhóc, một cái đứa mà màu hồng với một cái đứa là màu gì ta? À, một màu xanh min đó nha. Ủa, nghe quen ta. À, rồi gì? Ủa sao vậy? Có vụ gì vậy? Trời ơi, mày không nghe tin hả? Cái nhà trẻ của tao nó quậy một cái sập nhà. Rồi qua nhà của thằng Dắt nó quậy cái sập nhà. Nó qua nhà con Tô Gà quậy cái sập nhà luôn. Trời ơi, vậy ghê vậy. Thôi cái vụ này để tôi xử lý cho, ông phải lo đi. Đó, mày nên coi chừng nó tao báo đâu. Mày trước đó con. Rồi, tao xử lý tụi nó liền, nhanh. Chắc vụ này chắc ông sợ banh nhà trẻ tao à, cứ mấy à. Đâu rồi mấy đứa? Chuẩn bị nè. Vừa nha, biết đây, ta không giận nữa đâu. Mấy đứa bạn mới vừa thông báo rồi, mấy đứa bay quậy lắm. Ta không muốn dẹp cái tiệm mà gọi là trông trẻ đâu. Đi đây, đuổi, biết đây. Thôi, bình tĩnh, đi vô đóng cửa lại đi. Rồi, xong. Trời ơi, tại sao lại suốt tụi mình ra ngoài luôn vậy? Mình có làm gì đâu, mình mới quậy có 3 căn bảo mẫu thôi à. Anh em tụi mình có làm cái gì sai đâu. Tại sao mình lại bị như vậy? Tức quá, phải trả hồ mấy cái bảo mẫu này mới được. Đi ra sau nhà thử coi em ơi. Thôi có đường sao không? Nhanh lên. Vô. Đi cho anh nè. Ủa? Khóa cửa luôn rồi. Tụi mày định mở cửa vô hả? Đâu có mơ, đâu có cửa. Mở đây, đâu có cửa. Đi đi. Được rồi, bây giờ con sẽ nhảy cho mấy chú coi. Vậy mấy chú hãy cho con vô. Tăng. Không quan tâm. Nhảy đâu em, nhảy chết mày thôi. Em có nhảy cái gì đâu. Trời ơi. Mấy cái bộ mẫu này tức quá. Tức quá. Chúng ta phải tìm cách gì đó mới được. Đi tìm coi cách thôi em. Em anh. Dạ. Mình phải tìm một cái gì đó để đường đi vô rồi em ơi. Chứ mấy ổng không cho mình vô. Anh hai biết đi đường nào không? Có cái đường này nè. Hay là mình chui từ dưới này chui lên được không? Vô nè em gái. Nhìn anh nè. Anh chui cho em xem. Đó. Vô. Wow. Ây da. Anh lên được rồi em gái ơi. Lên đi. Woo. Dạ. Ôi em đổ xuống rồi ơi. Rồi. Wow, mình chơi nóc nhà luôn nè em gái. Wow. Có cái này có đường không nè. Mình vào nhà được rồi. Khóa cửa kiểu này sao nó vô được. Mấy nhóc đó. Tuổi. Dạ. Tuổi hả? Xuống thôi em gái.
hai người kia đang làm đồ ăn rồi. Mình đi kiếm cái gì mình quậy mới được. Dạ đúng rồi thưa anh hai. Bây giờ tụi mình sẽ làm gì vậy? Có hai cái xô này em gái. Vậy lấy nó nha. Lấy đi. Lấy chưa. Mình sẽ đi úp cái xô này vô đầu mấy ổng luôn. Để cho dạ. Biết làm gì à đúng không? Rồi mà. Dạ đúng. Đây anh sẽ đâu cho rồi? Cái đầu ông màu đỏ đập vô đầu ông màu nâu nha. Dạ. Ok chuẩn bị 3, 2, 1 phơi. Cái gì vậy? Đây nè. Đầu ngu. Mày phải bắt tao bắt mày. Tê tái tâm hồn chưa? Tôi chưa. Bút nẻo luôn. Tụi mày đứng lại cho tụi tao. Ông bạc cắn lâm xài. Ê, tao biết có cách rồi. Lột cái xô ra đi. Ây dạ. Tao cắt hiểu mày rồi. Lột xô cái. Buộc nó. Đâu rồi? Đi với bên hai. Chống im nha. Lột cái tiêu. Ai vậy? Tiếng gì vậy? Một đứa. À, mày. Ê, tôi đây nè. Tử tôi nè. Lê. Ê, bắt mày nha. Nó lùng quá đánh. Chạy đâu mày, chạy đó. Đó rồi. Đây mình biết tìm cái que đấy. Bây giờ biết cái que ở đâu bây giờ? Nhanh lên. Ồ, phòng này là phòng chế thuốc kìa. Ôi, Jackson ơi. Mình thấy cái gì? Ồ, có cái gì? Đâu rồi? Đây nè. Sao không thấy tụi nó vậy ta? Bực bội quá đi. Đúng em ơi. Đâu rồi? Hình như nó xuống dưới lầu rồi. Đi xuống dưới đi. Đâu xuống tới. Ở bay đâu rồi? Mấy người kia đi xuống rồi. Bây giờ mình chuẩn bị quậy tiếp nè. Đi thôi em gái. Dạ, đi thôi. Rồi. Rồi chuẩn bị chưa? Mình đi tìm cái cây gậy kia coi. Ủa đâu ta? Không thấy cả. Ồ, anh có cái gậy rồi. Trời ơi, thúi quá em ơi. Chọc đi, tìm đi. Em chọc chết bà luôn anh hai mà nó không dính nè. Rồi được rồi. Ok rồi. Rồi bay với cao rồi. Không, bam ba la bam ba lem ba la bam ba lem ba la bam đâu. Ok em gái, đi thôi. Thử thôi. Ê, trời trời. Vậy, bị vậy mày làm gì bạn cái vậy? Ôi, cẩn thận gì mà thúi quá nè, mắt thối quá. Ai bọn mày nó móc cái cây đâu ai vậy? Mày nè, móc cái cây đâu ai vậy? Móc cái đâu ai vậy? Ôi trời, thúi chưa? Thúi chưa? Trời ơi, trong mặt quá, trong mặt cục ơi quá. Ê ơi, coi chừng chóng mặt có xỉu bây giờ đó kìa, chóng mặt xỉu bây giờ. Ôi, có con cá nhỏ luôn nè. Không ai. Con cá rồi. Làm gì vậy trời? Cái đồ con cá là để tao chưng cho tiên cá cho tụi bay ăn mà tụi bay ăn rồi mình nổi luôn. Mày ơi. Mày đứa ngoại này. Bây giờ có cho tôi ở trong nhà không? Có mà làm vậy. Quậy nè, quậy đó. Cái ơi. Tụi ta biết lỗi rồi, năn nỉ tụi mày đó, xin lỗi tha cho tao đi. Mày đó. Ê, cái túi quá à, ung thư lỗ mũi rồi. Ung thư lỗ mũi hả? Chậu bông. Chậu bông luôn. Ê, em gái quậy quá vậy. Ê, em gái đó. Ôi, buồn ngủ rồi. Thôi đi ngủ thôi em gái ơi. Ê, ông ai đứa mày. Thôi cho nó ngủ đi. Cho nó ngủ đi. Trời ơi. Gớm quá, kiếm cách gì đi chứ. Nhưng mà tội đi tắm cái gớm quá. Ừ, thôi kể đi. Trời ơi, người mình mấy giờ thầy. Có cách nào không vậy? Ai? Ê, xin lỗi. Được, cái bộ lại bụng tắm đây coi. Rồi. Nghĩ rồi là phải tống quần nó ra ngoài á, chứ đừng có để cho nó trong đây nữa. Ừ. Nó vậy đi. Trời ơi, bực bội rồi, mới chút xíu thôi mà mệt quá. Thôi tắm chung như cho lẹ nè. Hình như bọn nó bà quần đường ống cống á. Rồi ra bịt hết mọi đường lại mới được. Đúng vậy. Đường nữa. Ok, biết rồi. Lấy, vô tắm nè. Nữa.
Trời ơi, đặt cái coi. Bài vậy? Ôi, trời ơi, cái nhà của tôi như là cái bãi chiến trường vậy đấy. Ôi, quá trời đồ luôn rồi, mệt mỏi thật sự. Để bây giờ lên dọn ở trên nữa, ở trên nó cũng như một bãi chiến trường nữa. Hình như bọn nó vô bằng đường này, đợt mày đốt lên cái cho bọn nó khỏi vô luôn. Đây, đó, vô một cái thì còn cháy mông cho đáng chịu. Rồi, xong đi, xong chưa? Dọn nhà xong chưa đây? Xong rồi, dọn xong rồi, mệt muốn chết vậy đó. Hốt bọn nó ra ngoài dục nha. Ok. Rồi xong rồi. Đem ra dục. Đúng vậy. Mày nè con. Quăng mày nè con. Thôi vô khóa cửa, vô khóa cửa nhanh. Vậy mới đúng chứ. Vậy thôi. Ủa? Ủa? Sao mà nó ngoài nữa rồi? Ơi, sao đi vô coi? Ý, cửa khóa rồi em gái. Ê, mở cửa cho tôi vô đi. Mở cửa đi. Đừng giờ. Ủa mày mơ hả? Ủa đây, đá nhầm ra ngoài luôn nè. Lại. Không mày vô tôi sẽ sút mày nè, sút mày nè con. Đi chui trống tiếp thôi em gái. Tụi tôi sẽ vô được thôi. Đi ho, ra ngoài sau tụi mình chui cống vô mới được. Chui lên. Được rồi, đi qua kia chui vô em. Trời ơi, kiểu này thì biết tay tanh liền. Chết rồi, em ơi, nhìn kìa. Ơi, bây giờ mà mình lọt xuống là mình hành heo nướng luôn á. Không được đâu. Em không muốn làm heo nướng đâu. Chết rồi, kiểu này bọn chúng vẫn tìm cách để tống tụi mình ra ngoài. Anh phải tìm cách gì đó để cho bọn chúng biết tay và cho tụi mình ở trong nhà đường chính chính luôn. Đúng rồi, em sẽ cho tụi nó hành heo nướng. Em không muốn em hành heo nướng đâu. Thật cái bội, đóng này lại đi. Ui mía này hết sử dụng được rồi. Có cái gì hay để mình làm thử không? Chui xuống. Tụi mày chợ gió cao cho cháu hù. Wow. Có một bộ đồ cảnh sát ở đây hợp nhí nè em gái. Dạ, em sẽ cho tụi nó thấy tôi chiêu cứu mèo. Ok, theo anh thấy nè, bây giờ tụi mình mặc bộ đồ cảnh sát vô là tụi nó biết tay tụi mình liền luôn á. Đúng rồi, còn gì nữa anh à, giỏi quá đi rồi. Được rồi, nhưng mà đầu tiên tụi mình lùng quá sao mặc được mấy đồ này, tụi mình phải chồng vô thôi em ơi. Em hiểu rồi. Rồi em hai lên đầu em đi. Thôi, ok rồi, được rồi. Ấy, lấy bộ đồ xuống trước đã, giờ mình mới ngồi chồng lên. Ồ, xong rồi em gái ơi. Cảnh sát gà rồi. Cảnh sát giùm mi, bảo vệ cảnh sát gà rồi. Im lặng nha, tí mà anh nói là em anh kêu em nhớ ok nha. Quẹo trái em ơi, quẹo trái. Dạ, quẹo trái ơi, bưng nào vậy? Trời ơi, đi đàng hoàng em gái ơi. Quẹo trái đi. Ủa, em viết bài bằng tay trái mà. Rồi xong luôn. Em biết tay trái tay phải rồi, còn gì nữa. Được rồi, chuẩn bị. Ê, nhưng mà mình như vậy thì nó biết ông ta. Thôi kệ đi, bấm chuông. Ê, nhưng mà mình không có gâu. Ơi, được rồi, để em giúp bạn hai của chùm gâu. Ok, cái chùm gâu đi. Thành đó là cảnh sát huy ha. Thành dạ em của em ơi. Được rồi, bình tĩnh đi em coi. Bây giờ chúng ta vô nè. Bên phòng. Ủa cái gì ta? Dạ. Trời ơi, cảnh sát nè, thấy chưa? Dạ, em chào anh cảnh sát. Em chào anh cảnh sát. Cho ta vào nhà đi. Cho ta vào nhà đi. Mèo phải em gái ơi, mèo phải. Ngài qua đây chi vậy ngài? Thôi ngồi xuống em gái, ngồi xuống. Cái chuyện gì vậy? Dạ. Sao anh đến nhà tụi em vậy anh cảnh sát? Bọn tôi đến... Im lặng em gái, đừng có lắc. Bọn tôi đến đây là muốn nói là anh hai người đang có nhận hai em bé đúng không? Đâu có, bọn tôi làm gì nhận em bé đúng rồi, đâu có, tụi em đang thất nghiệp anh. Nghe nè, mày còn chối với cảnh sát không mày? Dạ không, tụi em có nhận người thiệt, nhưng mà tụi nó quậy lắm anh ơi. Đúng rồi. Ơi, tụi hai... Bình tĩnh. Nghe tôi nói nè, bây giờ cho dù nó quậy thì ba mẹ tôi nó không có ở đây. Hai anh đã nhận rồi thì anh phải chấp nhận chứ. Dạ, tụi em hiểu rồi anh ơi. Thôi, tôi không cần biết nha. Tôi mà thấy hai anh không nhận được thì tôi bắt mục sư đó. Tụi em hiểu rồi. Mấy đứa đâu rồi, mấy đứa ơi? Cảnh cáo mấy người nha, hôm nay tao bắt nhốt thằng đứa. Dạ. Mấy đứa ơi. Tụi nó ngoài sau nhà chứ đâu, tụi mày đi tìm tới đâu vậy? Sau nhà đó, đi. Dạ. Hay lắm em gái ơi, vậy là tụi mình thành công rồi em gái. Giục bộ đồ, giục bộ đồ, giục bộ đồ thôi, nhanh lên.
Rồi, được rồi, anh gái. Dục, dục, dục bộ đồ đi, hủ tiêu. Con đùa anh gái ơi. Bây giờ thì vô nhà thôi, quen. Đau bụng quá, mở cửa, mở cửa. Đằng trước nè. Mời mấy đứa vào. Không vào nữa, yêu thương. Bây giờ mấy chú muốn tụi con vào thì mấy chú làm con bò cho tụi con cưỡi một vòng đi. À, con bò hả? Trời ơi, không vào đâu. Hãy leo lên người mấy chú đi. Rồi bò xuống đi. Rồi nè. Bây giờ lỡ nhận, ráng lên đi. Ôi da, đóng cửa lại giùm chú đi. Rồi, làm con bò không có đóng cửa được. Rồi, lên đó ngồi đi, đi làm đồ ăn cho. Đi làm đồ ăn cho. Con muốn mấy chú phải ụm bò, ụm bò. Mày phải ụm bò nó mới vui chứ. Ụm bò hả? Ụm bò. Rồi đúng rồi đó. Đi làm đồ ăn đi. Bò ngoan, làm đồ ăn cho chạy đây. Bò ngoan. Trời ơi, cái cách của tụi mình hay thiệt luôn á ha. Em nói chân hàng nè, em được gọi là top 1 siêu quậy. Yeah, anh là top 1 siêu quậy luôn. Anh nghĩ em sẽ là top 1 siêu quậy gồ VIP. Anh cũng là top 1 siêu quậy gồ VIP luôn. Nay ăn hoài rồi. Ăn rồi, ăn đồ ăn kìa, ăn đồ ăn thôi, ăn đồ ăn thôi. Ngon rồi đó. Mấy chú ơi, muốn gì nữa? Không biết á là bình thường á, người lớn mà hành hung trẻ em thì công an có bắt không vậy mấy chú? À, chắc không đâu, không có bắt. Không biết, đuổi cho em ra ngoài cũng bắt á nghe. Ê, trời ơi, không phải đâu, hồi nãy bọn chú là chỉ cho mấy đứa đi vui đùa ở ngoài thôi chứ không có đuổi. Thôi đi, ăn đi. Thằng nào á mà con gặp công an á, con sẽ cười. Thôi. Con gặp công an là con phải bỏ chạy, chạy công an là người xấu á. Ê, chú có chơi không nè, ở đây có nhẹ gì nhẹ trống này chơi gì chơi, đừng có quậy nhà nữa. Thôi chú sầu riêng lên hát bản ơi. Muốn hát bài gì nè, chú chạnh lắm. Không hát bài mà, anh xin hát một bản tình ca sâu lắng gì đó. Cái gì À, để chú nhớ cái chú quên mất tiêu rồi. À, nhớ rồi. Trời, trời. Tấm cưới anh xin hát một bài á, tình cảm vì đã hay sâu lắng á, tặng cho cô dâu chú rể á, đem động phòng quẩy cho nó hăng á. Tay này anh cầm ly rượu, mừng tay kia cầm mi cà rô. Chỉ cần hát đi vô mấy cái nhà trai nhà gái đang gọi lên đô. Người xưa em nắm tay em lên lên quay, nhớ cho em yêu anh. Tình yêu bao năm hẹn ước thề phúc, không bao giờ em bỏ anh đi nhanh. Ôi chú ơi, có kỳ nào. Tiêu kê nam đất người nào. Cái gì đâu quý quên hết trơn rồi. Lỡ cho chú Hà Chi đi. Chú Hà Chi đi. Trời ơi gì đó vậy. Chú Hà Chi đừng coi lời hát hợp với ta sen vàng. Con chào đầu con đàn tu. Tổng coi chú Hà Chi mà hát là biết cái gì không. Hôm nay tôi sẽ hát một bài tâm sự tuổi 30 của ông nội. Ông nội tuổi 30. Ông nội tuổi 30 ơi. Ây nhăn lên. Vậy vậy lên nhăn lên trời. Không chịu đâu á. Mấy đứa nhớ không? Bắt giùm chú chứ. Con không nhớ. Con biết chú. Bài đó tuổi 30 tụi con mới tuổi có 6 tuổi sao tụi con nhớ được chú. Anh đang nghe. Trời ơi cái gì vậy? Thằng kế bên nó cạo đầu anh rồi. Anh đang nghe. Ai muốn phiền trôi qua. Ai mệt nhói muốn phiền trôi qua. Ăn chú im rồi. Ok. Bùng nổ luôn chú ơi. Chú không mấy cần con đập ba con nói thiệt cho chú nghe nha. Để con hát một đoạn cho chú nghe nè. Từng ai mệt nhói muộn phiền trôi qua. Nhật mình dẫn ra anh đã cao đầu. Vậy nhanh đi để tôi là phụ quả cho nè vô. Rồi. Từng ai muốn phiền trôi qua. Nhìn lại thấy anh đã ra cao đầu. Vậy im lặng để cho chú đó hát. Tương một người nằm một ngày hôn cho bà tôi 20. Rồi khi run tay ánh mắt và nụ cười tìm đặt con tim anh nhớ lên hoang mang loại nhịp liên hồi lại sợ em sẽ tự trôi nên anh mới đi ra tâm tư lòng này. Ai nó hỏng một cái chưa cái tiền 30 nữa mà chú. Đi ngủ thôi em gái ơi, hát gì đâu tụng kinh nha. Thôi thôi mấy đứa thông cảm đi. Trời ơi chú này mới vô chủ trì, mới làm chủ trì nên hơi... Nói vậy. Nè hình chú xíu đi. Em gái ơi dậy thôi đừng ngủ nữa. Nhà mình còn gì đâu em gái ơi. Em gái dậy đây. Sáng lên rồi dậy ra đây mình đi quậy thôi. Trời ơi. Đi thôi em gái.
của bảo mẫu nó mất tiêu rồi ta. Hên rồi. Nãy ông hát cho tụi nó ngủ đó. Chứ bây giờ mình có phim cho nghỉ mệt chứ mệt quá. Phim mà ngồi rảnh rỗi quá ha. Nghỉ ngơi đồ ha, sướng quá thôi. Nghỉ ngơi đi anh hai, mình đi chơi. Hôm nay có cái gì để quậy bảo mẫu ngày hôm nay không ta? Ủa bà cắn lắm xài. Có gì quậy không? Hôm bữa giả cảnh sát anh thấy bên đây có một cái chuồng heo nè em ơi. Ở đâu vậy ai? Bên đây nè, có nguyên một cái chuồng heo luôn, muốn bắt luôn. Ủa mấy con heo kia tắm bùn vui quá kìa em gái. Anh cũng vậy. Bơi. Rồi xong luôn. Bơi em gái ơi, bơi đi. Ôi giời xong luôn. Trời ơi. Anh hai ơi. Bơi đã thiệt luôn á. Ơi, tắm sơ, tắm bùn đi, cho da đẹp, da mặt đẹp lắm á, tắm bùn là da mặt đẹp lắm á em gái. Bơi nè. Woo. Anh hai, em chọn cho cái bệnh của con heo được luôn nè. Ghê không? Trời ơi, em nằm lên heo chi vậy? Vui quá. Hay là mình dẫn con heo này vô nhà khoe với mấy chú đó đi. Cũng hợp lý ha. Em gái ơi, mình kiếm con heo nào cưỡi chơi nè. Lên thôi heo. Sao đi dám được vậy? Đi thôi em gái. Dạ. Đây. Ô, bụi nó quá trời luôn hả. Tập cái nhà này luôn đi. Rồi vô. Vô, quậy đi. Rồi. Ủa tiếng gì vậy? Ôi, túi vậy. Ôi. Ôi, hello. Ê, bọn mày làm cái gì nhà tao vậy? Có làm gì đâu. Đây nè, anh đang cởi heo nhỏ. Dừng lại đi. Trời ơi. Trời ơi, mấy con heo xình bụng không nè. Dừng lại coi. Ủa mày không đứng lại là tao bắt tụi mày đừng có khóc nghe. Đứng lại coi. Chạy. Ê, con heo cắn tụi ai. Quẹo, lên nào heo. Cái nhà dơ quá. Vô. Vô thôi heo ơi. Cái nhà heo dơ quá. Trời ơi. Ủa? Vô đây, tránh đường. Con heo cắn người kìa má ơi. Cái nhà bây giờ nó banh chành luôn rồi mấy bạn ơi. Tại mày mà bây giờ tụi tao phải dọn dẹp lại. Trời ơi, cái đống này dở tới chỗ nào. Xíu mà, vui mà. Đứng lại coi. Anh đang lên lầu nè. Cái gì vậy trời? Cái bãi chiến trường. Không được đâu. Đây nè. Ui da. Ui da. Ui da. Bận kìa. Tụi mày. Trời ơi mẹ ơi, như mà lỗ đầu luôn rồi. Trời ơi, sao đau quá. Trời ơi, mình đi mở nước nữa đi. Nhưng mà nước này bây giờ nước này là nước sạch không thôi nó trôi hết bụi thì không có vui. Mình phải cho bảo mẫu tắm sình luôn, bảo mẫu tắm bùn luôn. Hợp lý không? Đi thôi anh ơi, go. Heo anh. Bốc cái nước bùn này đi. Trời ơi, nguyên một cái hồ bơi gì luôn nè. Tụi mày quay lại đây chi nữa. Chạy. Ê nè, ngon thì lại đây. Dọn dẹp hả? Bố tao sẽ dọn dẹp nhà. Ê, có cái bùn nước nè em. Phải không, phải bùn nước không? Ồ, đúng rồi, bùn nước. Ôi trời ơi, em gái, cẩn thận, đừng có chân lọt xuống dưới đó. Đổ vô em gái ơi. Đó, trời ơi, quăng cái xô xuống luôn. Rồi, đóng lại. Vô em gái. Đi mở nước. Ơi, nhà banh chành rồi mấy chú. Thúi quá. Chạy em gái. Bố ơi. Quê. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Cái thằng nhóc đáng ghét này. Quê. Nó từ lớn nước vậy. Ô, này có nước rồi nè, mở luôn em ơi. Trời ơi. Mở luôn. Mở hết nước đi. Đâu rồi, đừng có quậy nữa. Dạ. Trời ơi. Người của tôi xịn không luôn rồi. Bơi đi. Ủa mấy anh đẹp ghê vậy. Mày đó, bơi giống em nè. Ơi, sao tôi nhảy dữ vậy. Ôi, nó xịn nó chạy dữ luôn hả. Trời ơi, cái nhà của tôi. Bơi. Sao bắt mày lại, mày đứng lại cho tao. Bơi, trời ơi. Nó chạn từ ở trên chạn xuống á, Hà Chi ơi. Mà mày biết giờ lắm mà. Biết giờ lắm. Đi đánh tôi à. Ai đánh anh hai vậy? Màu đỏ. Ông màu đỏ. Không có quậy nữa.
Chết rồi, tôi sắp chết muối trong sình rồi. Dạ dạ, sao biết ông đâu vậy? Tôi sắp chết muối trong sình rồi. Mẹ đã bầm. Dạ quá. Ông chú chung là tôi sợ với ông luôn, đâu có đồng bạn thôi. Mỗi quá, mỗi tay, mỗi chân, mỗi quá. Bơi, được nghỉ ngơi. Bơi, bơi, bơi. Ông được đánh đánh em tôi nghe, tôi sợ mấy ăn luôn á. Ghê quá à. Ôi hai chị ơi, vui mà, vui mà. Trời ơi. Ôi nhỏ được con em nè. Sình nó luôn rồi. Đi ngọt, em sình luôn rồi, không bơi được. Bơi. Từ từ, nó lan ra em ơi. Bơi. Ôi, có chuyện chết đuối, tôi bị chết đuối rồi, anh chị ơi. Ôi, sình luôn rồi mấy anh ơi. Đã rồi, cái gì? Quá đã luôn. Ê, đua thuyền, em đi chơi thuyền. Trong tháo cầm thuyền. Bảo mẫu là thầy chùa thích đánh bùng. Bảo mẫu đó hết ta. Oh hello, hai bảo mẫu xinh đẹp. Em đi chơi hiền. Gặp bảo mẫu ngồi xây. Quay leo lên quay quay cái thùng luôn kìa. Thôi mẹ vậy nè. Ôi trời ơi, cái gì xảy ra vậy? Anh chị ơi, anh chị, tôi trả tiền cho anh chị nên chị làm ơn bưng nó dùm về giùm tôi. Tôi chơi để tiền rồi mà, trả tiền ngược lại tôi vậy. Ôi trời ơi, anh chị, khỏi cần. Trời ơi, mấy anh chồng con kiểu gì mà con tôi dơ hay vậy? Đúng rồi, gì đó cũng quá. Tụi tôi sạch lắm á. Ừ. Trời ơi, vậy là sao vậy trời, là sao vậy mấy con? Tắm bùn trong đó nè ba mẹ, trong đây nè. Trời ơi, giờ lắm rồi, thôi được rồi. Thôi, anh chị chồng con kiểu gì vậy trời, thôi được rồi, bây giờ. Thôi, Thôi đi thôi, mẹ dữ quá vậy. Đi nha. Không được rồi Giác ơi. Vậy chắc tụi mình phải kiếm thêm chỗ bảo mẫu khác thôi, chứ chỗ này kỳ quá, dơ quá. Anh ơi. Thiệt sự là đúng mắc cười luôn. Mấy con. Đi nè. Trời ơi, lại đây, nhanh lên. Đi thôi, Mày ơi. Woohoo. Okay.